Tường Vi xin gửi lời chào thân thương nhất tới quý thính giả của chương trình đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn cu sức của tác giả Lê Uyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái và thư giãn. Nhà cu sức có cu sức, có gì và có cha. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, vì cha đã ở bên nhà cu sức. Tôi ngồi thỏng chân trên chạc ba của cây chùm ruột ngọt. Ăn một nửa, nhả một nửa xuống gốc cây. Chùm ruột đất cát mà lạc phèo và không chua, lái chê không thèm mua. Vậy là tôi mới có nguyên cây chùm ruột triệu quả mà cu sức ngày nào cũng ngước nhìn nhễu nước miếng từ đôi môi trên bị hở hết lên ăn rộng tới lỗ mũi. Đầu óc tôi sao lúc nào cũng phải bận tâm vì thằng cu sức. Dù tôi lúc nào cũng muốn vứt nó ra sao óc. Tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ không đầu đuôi của tôi. Nhi à, vào mẹ nhờ chút xíu. Mẹ tôi ngồi trên chiếc đòn bằng gỗ, mặt đỏ hồng trước chảo bánh xèo loang loáng mùi mỡ nước thơm lừng. Tôi trợn mắt. Trời, mẹ đổ bánh xèo cho cả xã ăn hay sao? Mẹ lẳng lặng lựa mấy cái bánh xèo tròn đều vàng rộn to nhất gói vào lá chuối, xếp ngay ngắn hết sức tương tiêu vào một giỏ tre, rồi ngước lên nhìn tôi. Con chạy ù đem cái này qua cho cu sức ăn cho nóng. Cục tức chặn ngang cổ làm tôi hầu như gầm gừ trong cuốn họng. Cái gì cũng cu sức. Không có mẹ cả nhà nó cũng không có đói mà. Con thì không cần ăn sao. Đôi mắt của mẹ tối sầm lại. Rồi ương ướt nước. Tia nhìn đầy cam chịu. Vang lơn. Mẹ xin con. Vì bận chăm cho cha nên em chắc không có đầy đủ ăn như nhà mình. Thôi nha, con ghét cái kiểu này của mẹ lắm rồi. Cả đời làm người tốt có lỗi, người tốt chịu thiệt thôi. Tôi hậm hực, lôi cái giỏ tre ào ào ra cửa ngõ. Đến góc khuất sâu rặng tầm vông đầu ngõ, nhìn trước, nhìn sau không thấy ai, tôi lật đật dở cái giỏ tre, lật tấm lá chuối ra, nhổ một bãi nước miếng trà đều lên lớp bánh xèo đang nóng rồi gói lá chuối lại. Mặt cân cân đi tiếp. Tôi vừa đá vào cánh cổng rào là cu sức chạy ào ra ngọng liếu. a à, chị Hiên, qua chơi với em hả? nhiên chứ Hiên cái gì? Thằng ngọng. Tôi trợn mắt. Cu sức tiêu nghiễu cúi đầu. Tôi vứt cái giỏ tre vào chân nó. Bánh xèo đó. Ăn đi mẹ tao cho cu sức mừng rỡ lập cập gỡ ngay lớp lá chuối hít lấy hít đệ hời ơi thơm quá ngon quá cảm ơn má hai cục tức lại trồi lên nóng bỏng bắn ra khỏi miệng tôi như tia chớp má hai nghe chân tôi đá cái giỏ tre lăn lỏng chỏng bánh xèo văng hết ra ngoài đất cát cu sức đứng sững sờ nhìn tôi miệng méo xệch, nước mắt chảy thành dòng trên má. Tôi đang gườm gườm nhìn nó thì gì đẩy cánh cửa gỗ bước ra. Chuyện gì ồn ào vậy sức? Con làm té, rớt hết bánh xèo. Cu sức lật đật lấy mu bàn tay quẹt ngang mắt, lom khom lượm bánh bỏ vào giỏ tre. Tôi đùng đùng bước ra khỏi cửa rào. Tôi đi về. Tiếng cha từ trong nhà gầm ghè đuổi theo con nhà mất dậy, đến không chào hỏi ai, nói đi là đi. Tôi chạy ào ào trên con đường đê, gió thổi vùng vụt rin rít qua hai tay buốt giá. Tiếng cha riết rống lùng bùng trong tai, xoáy như lốc trong đầu. Tôi chui tọt hẳn vào hốc cây đa khuất sau rặng tre, kéo lớp rễ đa dày như tấm màn buông xuống. Rồi chúi mặt vào lớp vỏ đa sần sùi gào lên. Tôi là con nhà mất dạy vì ông đâu có bao giờ dạy tôi. Rồi gạt nước mắt, tôi bước ra khỏi hốc đa. Mặc lại cân cân, tiếp tục chạy đi trong gió mùa đông bắc rin Tôi sinh ra vào đêm rằm tháng 7, tháng cô hồn. Người ta nói gái đêm rằm, trai mùng một. Tôi là con gái, tôi sinh đêm rằm. Nhưng cha tôi và cả nhà nội không chờ mong một đứa con gái nhất là con gái sinh vào tháng cô hồn. Cha tôi chưa bao giờ yêu tôi. Thường khi giận tôi hay giận mẹ cha vẫn gọi tôi là con cô hồn, con quỷ sứ. Năm tôi lên 7 tuổi, cha tôi bắt đầu bỏ đi theo người đàn bà khác. Người này da trắng không đen bánh mật như mẹ tôi và bán hàng xén trong chợ. Trong khi mẹ tôi lầm lũi đi hay cúi đầu xuống đất, tướng khổ như bà ngoại hay thở dài nói thì người đàn bà này hay cười, hay nói, mắt đen nhánh tít lại như hai chiếc lá răm, giọng ngọt ngào ướt rượt như khoai lang mật. Cha tôi ngày càng ít về nhà, mẹ tôi ngày càng thêm lầm lũi và hay thở dài. Mỗi bận cha vội vàng ghé nhà lấy ít áo quần để đi tiếp, mẹ tôi lăn xăng chạy ra chạy vào cười như có nắng trong nhà, lật đật tiếu tít sắm sữa làm đủ món ngon để níu chân cha tôi tôi ngồi hậm hực trong một góc nhà nhìn dáng mẹ tất bật ra vào hai ống quần dính lấy nhau và nhìn cha tôi hờ hững lạnh lẽo ngồi nhấp nhổm trên bộ ván ngựa mắt cứ nhong nhóng về phía đường lộ nỗi đau đớn và hờn giận nghi ngút như khói đốt rạ trên đồng âm ỉ trong lòng tôi lần cuối cùng cha về nhà là khi mẹ tôi đang làm món khoai lang khô ngào đường mà cha tôi yêu thích tôi nhớ cha mặc bộ đồ bà ba lụa trắng ngà ủi thẳng láng ngồi bên bàn uống trà mẹ tôi hớn hở bưng dĩa khoai lang dẻo quẹo thơm lừng mùi đường mía và cơm dừa nạo đặt bên cạnh cha khoai lang khô mới ngào đường ông ăn đi cho nóng giữa bữa tự nhiên bắt ăn khoai lang cha tôi hắt dĩa khoai qua một bên câu đôi mày rậm đen gắt gỏng thì hồi giờ tôi thấy ông thích ăn khoai lang khô ngào đường mẹ tôi cúi đầu nghẹn giọng hồi đó thích bây giờ hết thích rồi bắt người ta thích hoài một món sao ngán bắt chết người gì đâu mà chậm quá không hiểu ý gì hết phải rồi tôi chậm làm sao nhanh bằng người ta ở chợ giọng mẹ tôi đầy tuổi hơn cha tôi đập bàn gầm lên lại dở cái giọng đó ra rồi. Chán lắm rồi. Về cái nhà này nghe than thở, khóc lóc là muốn đi ra đường nữa rồi. Cột khói nóng bỗng trong lòng bốc lên ngùn ngụt mờ hết hai mắt tôi. Tôi vội bật dậy từ góc nhà, chạy ra vụt tay vào dĩa khoai bốc ăn lấy ăn để, nhét đầy hết trong mồm, vừa ăn trợn trạo vừa nhìn cha tôi trừng trừng. Cha cũng nhìn lại tôi sững sờ, chết sững cho đến khi không ăn nổi nữa. Tôi nghẹn họng rồi nôn thốc nôn tháo ra khắp sân gạch. Mẹ ôm lấy tôi nước mắt trào ra như mưa. Cha đi sòng sọc ra cửa, quay lại nhìn tôi chỉ một lần duy nhất. Con quỷ sứ. Và đó là lần cuối cùng cha về nhà. Năm tôi lên 12 tuổi, học trường huyện xa, cha tôi cũng gửi về nhà một cái xe đạp màu hồng như đền bù cho tôi. Tôi lập tức lấy ngay sơn màu đen trét lên khắp xe vàng vện như con chó khoang. Tôi không thích ai thương hại, lại càng không thích màu hồng. Ai gán tình yêu với màu hồng? Tôi nghĩ tình yêu của cha tôi hẳn phải là màu đen, đen như trái tim tăm tối của ông. Chỉ có nhân danh một tình yêu màu đen đặc sệt mù quáng như thế người ta mới có thể vứt bỏ một đứa con, một người vợ đã cũ chạy theo người đàn bà khác trẻ hơn tốt hơn như cha tôi thường hãnh diện nói. Cha bị tai biến không lâu sau đó, bại hẳn một bên người. Nhưng không phải vì cái màn ăn khoai lang khô hay trét sơn đen lên xe đạp của tôi, mà vì gì đẻ ra cu sức. Từ trong bụng mẹ, cu sức đã được chăm bẩm yêu thương, tẩm bổ nâng niu vì ông thầy thuốc bắt. Sau khi bắt mạch bảo đảm cái thai là nam quý tử, nhà nội thì thầm với mẹ tôi. Thôi thì nhịn nhục chịu đựng cho chồng có con trai nối giỏi tông đường, cho cái nhiên còn có cha. Và từ đó, không ai trong nhà nội ghé nhà hai mẹ con tôi nữa. Đêm cu sức chào đời, cũng một đêm rằm tháng 10, rằm lớn cuối cùng của năm. Cả nhà hớn hở tập trung hết ở nhà bảo xanh chờ từ sáng sớm cho đến khuya. Lúc tiếng khóc ngằng ngặt của cu sức vọng ra, cả nhà xuống quanh cánh cửa phòng xanh chờ đợi xem mặt cháu đích tôn. Sau đó chỉ có tiếng hét lớn của cha tôi và sự im lặng của tất cả những người còn lại. Cu sức không có môi trên, một đường nước đỏ hỏn nối liền cái lợi và lỗ mũi. Sáng hôm sau, người nhà bắt gặp cha tôi té nửa nằm nửa ngồi trên giường. Sau một tháng chạy chữa, cha tôi yếu hẳn một bên người và đi lại rất khó khăn mất thêm tiền chạy chữa cho cha rồi chạy hết bệnh viện này qua bệnh viện khác chữa cái môi trên cho cu sức. Nhà nội tôi hầu như khang kiệt. Chỉ còn trông mong vào mẹ tôi làm vườn và làm ruộng lo cho cả nhà. May mà ruộng nhà tôi trúng mấy mùa liên tục. Và mẹ tôi lại hớn hở đi qua đi lại như con thoi giữa nhà tôi và nhà dì. Bế ẩm nâng niu cu sức như thể nó là con ruột của mẹ. Cha tôi hầu như chẳng bao giờ bước chân về nhà mẹ con tôi, cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt mẹ tôi được nữa. Người ta nói đó là do phức cảm tội lỗi, thứ tình cảm pha trộn mặc cảm phức tạp của người xấu. Không dám nhìn sâu vào tội lỗi của mình và người xấu cứ thế quay đầu luôn với lương tri của mình. Chỉ có người tốt là có thể làm hết mọi điều dùng cho người xấu. Nhìn vào mẹ tôi, Tôi tin là như thế. Mẹ tôi chết thanh thản khi đang ngủ. Mẹ mặc bộ đồ bà ba nâu bạc màu thường ngày, tóc đen nhánh trên gối, miệng vẫn còn hơi nhếch cười, như trong mơ mẹ lại gặp cha ngồi bên bàn nhấp trà sen và khen tay mẹ ướp trà thơm không ai sánh bằng. Sau đám tang của mẹ, cả nhà kéo về bên nhà tôi. Trước bàn thờ mẹ, cha ngồi một bên, dì ngồi một bên và cu sức chui vào một góc nhà như tôi ngày xưa. Họ hàng bên nội quanh quẩn ngoài sân thì thầm nói chuyện. Tôi lặng lẽ ngây ngây người, như chưa thể quen với việc mẹ đã bỏ tôi ở lại một mình và đi xa mãi rồi. Cha tôi mở lời nói trước, e dè, yeah, mẹ vắng số, chết rồi. Bây giờ con muốn về ở với dì và em hay là cả nhà qua đây ở với con cho gần gũi không còn mẹ thì còn gì dì, dì sẽ thay mẹ chăm sóc cho con dì cũng nhỏ nhẹ góp vào mắt tôi nhắm nghiền lại rồi vụt mở to ra bụng dạ nôn nao như đang phải nhai nuốt cả dĩa khoai lang khô ngày xưa tôi chạy ra ôm lấy bàn thờ của mẹ mẹ tôi còn ở đây tôi không đi đâu hết tôi cũng cấm không ai được đặt chân vào nhà của mẹ con tôi cha tôi bật khóc Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cha tôi khóc. Cha biết cha có lỗi với hai mẹ con. Cha muốn chuộc lỗi. Tôi gào to lên, "Các người xấu, sao các người còn sống và sung sướng thế này? Sao mẹ tôi phải chết? Sao người tốt lúc nào cũng chịu thiệt? Sao người tốt phải chết?" Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà, khăn tang tuột xuống vai, tôi vứt cả khăn tang sau lưng cánh đồng rạ sau mùa gặt đâm nhức nhối dưới gót chân. Tôi nằm co mình trong hốc cây đa quen thuộc đã trọn một ngày, chẳng ai buồn đi tìm tôi. Sau tấm màn bằng rễ đa dày chằng chịt, trời đã tối mịt. Sạn tre xào xạc và những đám lân tinh nhấp nháy loan ra cả cánh đồng. Tôi không nhát ma đâu, ở một mình với mẹ tôi đã quen thức đêm kéo nước giếng, mà trời hay lân tinh với tôi là chuyện thường tôi chỉ thấy ván vất buồn ngủ và xoay xoay như thể người sắp sửa bay lên. Biết đâu tôi sẽ gặp mẹ khi bay lên. Giờ này mẹ tôi hẳn đang bay là là trên cánh đồng và tìm tôi. Tôi bật rên khẽ. Mẹ ơi! Có tiếng thúc thích ở sát bên cạnh làm tôi giật nảy mình. Một bóng gầy gò nhỏ thó đã len vào sát cạnh tôi. Chị Hiên! Thì ra cu sức. Tự nhiên tôi thấy lòng ấm lại tôi kéo nó sát vào người thì thào sao mày biết chỗ này em đi tìm chị khắp nơi thấy gốc cây đa này có nhiều ánh sáng em nghĩ chắc là chị ở đây rồi má hai chỉ đường cho em tôi cốc lên đầu nó chị nói vớ vẩn lại theo rình mò tao chứ gì cu sức lôi trong người ra một bọc âm ấm khoai khô ngào đường này chị ăn đi kẻo đói em làm đó má hai dạy em làm hồi xưa một dòng nước mắt rỉ ra rớt xuống tay tôi nóng hổi tôi quờ tay nắm chặt lấy đôi vai gầy guộc của nó thôi hai chị em mình về ở đây lạnh lắm rồi cu sức mừng ríu cả lưỡi ui mình về chị hiên chị nhiên chứ tôi nhéo tay nó dậy bao nhiêu lần cũng không sửa được Bên ngoài gió lạnh vù vù thổi nhưng bọc khoai ủ trong tay tôi ấm sực. Đám lân tinh vẫn lập lè phía trước như dẫn đường. Tiếp theo chương trình đọc truyện ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn đi về phía núi của tác giả Trương Anh Quốc. Đêm 30 rã rít mưa, gió từng cơn lạnh ngắt thiếu phụ ngồi nấu nồi bánh tét bên hiên nhà chợt vẳng tiếng vó ngựa lộc cộc mỗi lúc một gần vùng này làm chi có ngựa chắc khách tha phương viễn xứ hồi hương mừng tân niên đi ngang qua đường lúc sáng bầy chim khách bỗng nhiên bay về đậu trên cây thị trước ngõ đầu quay về hướng đông kêu vang từng hồi dài không lẽ là khách nhà mình thiếu phụ chất thêm củi to củi chắc vào bếp khơi than hồng ra chế thêm ấm nước chè vần lại cho nóng. Nồi bánh sôi lục bục, hơi đẩy chiếc nắp vung phùng phục như gõ phèn la. Vó ngựa chậm dần, dừng lại ngoài ngõ. Khách buộc tạm ngựa ở gốc thị, nhấc từng bước vào sân nhà hỏi xin nước uống và nghĩ lại chốc lát lấy sức. Giọng nói của khách lạ lắm, chắc chắn người từ miền xa đến. Gia chủ tròn mắt nhìn vị khách quá đổi kinh ngạc không phải khách bình thường. Đứng ngoài kia là một tướng quân cao lớn trong bộ giáp trụ, tay cầm giáo dài, tấm áo bào đỏ thẫm ướt đẫm. Lần đầu tiên trong đời thiếu phụ nhìn thấy một tướng quân với phong độ khác thường đến vậy. Mừng vì ngày cuối năm còn có khách quý ghé nhà. Lo không biết giặc giả ra sao tướng quân phải chạy lánh nạn xa xôi đêm cuối năm giữa đêm hôm mưa gió. Thiếu phụ mời khách vào trong nhà tránh mưa đòn đã rót nước chè nóng ra chiếc gáo dừa mời khách tết nhất có khách tướng quân ghé nhà quý hóa cho gia đình và vinh hạnh cho làng xã vùng này hiếu khách có tiếng khách lỡ đường đến nhà luôn được đón tiếp trọng thị khách đến nhà dịp ba ngày tết sẽ mang lại niềm vui và may mắn cho cả năm đôi tay thiếu phụ run run rót nước tràn cả ra cả ngoài miệng gáo khói nước lá chè khô nóng bốc lên quyện với mùi lá gói bánh mùi nếp thoảng thơm. Tướng quân chắp tay kiểu nhà võ đa tạ, dựng chiếc giáo dài vào góc phên đất rất cẩn thận. Hai tay ngài bưng lấy gáo nước đưa lên quá đầu như thể tế ơn trời đất sau đó đưa xuống trước mặt hít chậm chậm từng hơi dài. Áp gáo nước nóng vào trán vào đôi mắt và hai má một hồi lâu mới uống từng hớp một như nước ngon uống nhín. Động tác uống của khách rất lạ, vừa uống vừa nâng niu thưởng thức thiếu phụ ngay nhìn cảm mến rót thêm một gáo nước đầy khách cảm ơn trầm trồ khen nước chè ngon quá ngon quá trời tối mưa lạnh xin mời tướng quân nghỉ chân đến mai hẳn đi thiếu phụ lấy chiếc đòn gỗ mù u đặt cạnh bếp lửa ấm để khách ngồi cho đỡ lạnh xin cảm ơn tấm thịnh tình đường phía trước còn quá dài ta chỉ xin nghỉ tạm một lát lấy sức. Ta có ngủ quên nhớ gọi dùng. Ta còn con ngựa ngoài kia, xin người vui lòng trong chân giúp. Dạ, tướng quân cởi trường bào vũ nước, treo lên tấm phên tre. Ngài không ngồi trên chiếc đòn mù u để sẵn mà chỉ ngồi trên gót chân chạm nhẹ đầu gối lên đòn. Đầu tựa lên cánh tay đang nắm hờ. Thanh gươm mang ngang hông chạm nền nhà. Còn dao ngắn trong bao da dắt ở thắt lưng có cán chạm trổ hoa văn đẹp mắt. Đoán biết khách đói nhưng trong nhà không có gì ăn, chỉ có nải chuối mốc vừa chín tới đang chưng trên bàn thờ, thiếu phụ lẳng lặng lấy dọn mời khách. Lửa bỗng cười sáng chói, bên bếp lửa ấm, vị tướng ngồi thoáng chốc đã ngáy từng hồi vang rền. Chắc ngài mệt nên giấc ngủ sâu đến như vậy. Thiếu phụ cười thêm than hồng vừa ngắm trộn tướng quân khuôn mặt chữ điền dưới mũ chóp sắc rắn rỏi khôi ngô, đôi mày rậm cùng sóng mũi cao xương sẩu xám ngắt vì lạnh. Bờ vai rộng và đầy trong bộ giáp da hình vẫy cá xám cũ, hai cầu vai đính lục lạc hình đầu hổ. Đôi chỗ giáp bị đứt thủng bởi dấu giáo gươm. Bao cổ tay bằng sắt đen bóng bị mẻ lốn đốn. Bàn tay to bè rám nắng, nắm tay to rắn chắc. Thiếu phụ giật mình thẳng thốt khi nhìn thấy máu trên nền nhà. Máu bầm đen vón cục chắc bị thương đã lâu và nặng lắm. Thiếu phụ nhìn quanh tìm kiếm thử máu từ đâu. Kia rồi, máu từ ống bao chân rịn ra nơi vòng đeo chân. Thiếu phụ kịp mím môi, lấy bàn tay che miệng để khỏi bật lên thành tiếng. Tướng quân vẫn đang ngáy to, đều đều. Để yên cho khách ngủ say thiếu phụ rón rén lấy cám nếp trên giàn bếp, cầm đèn dầu mù u mang thùng pha nước ấm cho ngựa. Chiến mã cao lớn với bộ lông đỏ tía cũng đang bị thương, một chân trước sưng vù đang co lên run run. Chú ta đang rướng cổ vói mấy lá thị dưới thấp nhai, thấy người lạ đi ra chú mới dừng lại. Thiếu phụ vác tấm phên nang cũ ra che cho ngựa bớt lạnh. Được che ấm và cho ăn uống, ngựa hí nhẹ dúi đầu vào người thiếu phụ như muốn cảm ơn bánh tét đã chín tỏa mùi thơm sực nứt nước sôi lục bục lục bục thiếu phụ nhất khẽ nắm vung vớt đòn bánh tét ra mâm lấy nón lá quạt cho mau nguội đặng đãi khách tướng quân mệt nên ngủ sâu quá thiếu phụ không nỡ đánh thức ngồi một lúc lâu thiếu phụ cũng thiếp đi lúc nào không hay năm đó thiên tai mất mùa gia súc gia cầm dịch bệnh chỉ còn vài con sống sót. Đêm 30 thanh vắng đến lạ thường. Mãi canh ba mới có tiếng gà hàng xóm gáy muộn. Không phải tiếng gà ô to khỏe vang xa. Đó chỉ là tiếng của một chú gà trống choai mới tập gáy ẹt ẹt còn chưa vỡ giọng. Con gà cất tiếng đầu tiên trong năm. Gia chủ bấm đốt ngón tay gật gù. Hy vọng cả năm quan rạng tiếng gà làm tướng quân choàng tỉnh giấc đứng vụt dậy. Khoác vội trường bào cầm giáo chào tạm biệt gia chủ dắt ngựa chạy về phía hướng Tây. Chẳng biết do được ăn uống nghỉ ngơi lại sức hay lá thì đã chữa lành vết thương. Chân ngựa bớt sưng hơn một chút nhưng vẫn chưa phi được. Tướng quân dắt chiến mã bước khập khiển, vừa đi vừa vỗ về. Thiếu phụ chỉ kịp chạy theo máng gửi đòn bánh tét vẫn còn nóng hổi vào yên ngựa làm quà giặc phương bắc từ phía đông sông lên đông như kiến cỏ, trống thúc cờ xí đen rợp trời đuổi theo. Dân làng khiếp ví ngụy trang che đi quần áo trắng sáng quen thuộc, ẩn trốn không ai dám ló mặt ra xem. Tướng quân chạy về phía dãy núi cao phía trước. Chỉ có núi cao mới là nơi trú ẩn an toàn, chờ thời cơ diệt giặc mở mang bờ cõi gây dựng đại nghiệp. Rạng sáng, tướng quân đến một dãy núi đá trắng ngang trước mặt phía trước là vách đá bên dưới là vực sâu nước xanh thẳm thác nước đổ ào ào đâu phải thần mã xích thố đây là chiến mã chân đã bị thương đi đã khó làm sao có thể vượt vách núi đá sừng sững này tướng quân ngửa mặt lắc đầu mỉm cười cùng đường có phải là ý trời tướng quân ôm đầu chiến mã vỗ về không nỡ bỏ lại con vật trung thành để thoát thân quân giặc đã đuổi kịp vùng giáo mát gươm đau sáng loáng tiếng hò reo như sống dậy chúng quyết bắt sống vị tướng dù bị thương nặng tướng quân vẫn chiến đấu đến sức tàn lực kiệt không thể địch nổi quân giặc càng lúc kéo đến một đông tướng quân cùng ngựa chiến của mình đã nhảy xuống vực sâu thẳm mất tích quân địch đứng chờ chỉ có bọt trắng sủi lên dân làng khắc lên vách đá bên bờ vực Quảng Nam Quốc Tân Sửu Năm Bính Tuất Ngày Tên vực ông cũng có từ khi đó và rất linh thiêng. Thành lệ Hàng năm cứ vào ngày thọ tử tháng giêng dân làng tôi làm lễ cúng vị tướng kiên cường chống giặc áo đen năm nào. Tết đến xuân về, dân làng tổ chức hát bội. Trong tuồng tướng quân là nhân vật chính nghĩa diệt giặc giúp dân bảo vệ giang sơn bờ cõi. Còn nít tụi tôi khoái chí mỗi khi đến màn đám quân lính đội mũ chóp nhọn và hai chú hề đánh kiếm. Dù chỉ là kiếm gỗ to bản tượng trưng có tu ru xanh đỏ ở đầu chui kiếm. Tết đến người ở miền Bắc chân chuối xanh chuối luồng. Người miền Nam bày mâm ngũ quả thì cả dân xứ quảng nhà nào cũng chân nải chuối mốc trên bàn thờ. Những món liên quan trong ngày cuối cùng trong cuộc đời của vị tướng hai thứ không thể thiếu nữa trong việc cúng kiến là bánh tét và chú gà trống choai chú gà mới lớn cất tiếng gáy lần đầu tiên đánh thức tướng quân thức dậy chạy giặc năm xưa luôn được cúng vào dịp đầu năm nếu tướng quân chậm chân một chút giặc áo đen đến phát hiện dân làng dung dưỡng tướng quân cả làng cồn cao đã bị truy sát và làm cỏ điều gì dân gian tôn thờ thường ít có sai cũng vào ngày thọ tử đầu mỗi năm dân làng tập trung vào vực thắp hương tưởng niệm tướng quân. Ngày này đàn ông trai tráng trong làng thường tổ chức săn bắn. Tiếng chiên trống, tiếng còi sừng trâu, tiếng chó sủa cùng tiếng người như náo động cả một vùng núi đồi. Không lớn thì nhỏ, năm nào cũng săn được một con thú rừng, khiêng về cả làng súng lại nấu nướng ăn mừng may mắn đầu năm. Có năm dân làng đuổi theo con heo con mang, con thú chạy đến vực ông thì nhảy xuống vực người đi săn chỉ việc bắt hay vớt không phải tốn một hòn tên mũi giáo nào bão gió năm rồi làm trốc gốc cây thì đã mấy trăm năm tuổi trước ngõ nhà tôi cây thị tướng quân đã buộc ngựa nghỉ chân năm xưa mẹ dặn tôi cuối mùa hè này nhớ kiếm hột thị ươm lại trồng vào chỗ gốc thì vừa ngã mỗi lần tết về tôi lại được mẹ kể lại câu chuyện quen thuộc này Chiếc đòn gỗ mắc mù u vẫn còn đó, tính đến đời tôi đã hơn 25 đời. Tôi sẽ trồng lại cây thị và giữ chiếc đòn gỗ mù u như cổ vật. Vào dịp đầu năm mới, tôi sẽ kể câu chuyện này cho con cháu nghe và truyền lại chúng lời dặn của người xưa, khi làm nhà, nếu được nên xây cửa nhà về phía mặt trời mọc, rồi con cháu tôi cũng kể lại cho đời sau như thế. tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn ngôi nhà vùng ngoại ô của tác giả dương giao linh nàng kéo rèm nắng đã nhuộm vàng ô cửa kính dưới kia hàng quán đã thương người nàng nhìn vào hàng hoa của người đàn bà ngồi bệt trên vỉa hè nàng có thiện cảm với người đàn bà ấy từ lần đầu vì chị hay khen chiếc váy túi sách của nàng đẹp khen nàng có giọng nói hay như phát thanh viên truyền hình. Đàn bà thường ít khen nhau. Nàng 35 tuổi, chưa lấy chồng. Nàng sống một mình trong căn hộ thuê lại của mụ Nga trong hội gái ế. À thừa nhà, thừa đất, thừa tiền, chỉ thiếu đàn ông. À bảo nàng cứ đến mà ở, không phải tiền nong. Ở đó giữ nhà cho ả à luôn. Không chịu, Mỗi tháng nàng đưa ả à 5 triệu. Ả à cười to, bảo nàng đã nghèo còn sĩ diện. Nàng bảo, "Để ả à đừng coi đây là chỗ muốn đến thì đến." Thế thôi. Nàng làm văn phòng cho một công ty chuyên về thiết kế ảnh, chiều về lượn quanh mấy góp bán quần áo, chạy bộ quanh bờ hồ. Tối tối hẹn hò với mấy ả à gái ế. mấy mụ bỏ chồng, mụ nào cũng ăn nói toang toác chưa thấy người đã thấy tiếng. Thế nên đàn ông chẳng ai dám lại gần. Mấy mụ bỏ chồng bảo, chẳng qua chưa gặp được đối tượng. Chứ một ngày gặp phải tiếng sét ái tình thì bao nhiêu nữ tính tự nhiên bung ra hết. Nàng cười ngặt nghẽo. Thôi, chấp nhận làm gái ế. Chứ lấy chồng rồi lại bỏ chồng như mấy mụ thì đời cũng buồn. Mấy mụ bỏ chồng lườm nàng. Lấy cho biết mùi đàn ông chứ cho thiên hạ biết mình từng có chồng, chứ không phải gái ế nhé. Mấy đứa gái ế lại lừa mấy mụ bỏ chồng, rồi cả đám cười ngặt. Nàng để nguyên chiếc váy ngủ, vuốt vuốt lại mái tóc ngắn rồi đi ra khỏi nhà. Bình thường nàng cũng khá chỉnh chu khi ra ngoài, nhưng hôm nay nàng mặc kệ, nàng cho mình một ngày nghỉ thật thoải mái. Mấy chị mặc áo độn ngực sẽ nhìn vào bộ ngực phẳng của nàng mà cười khẩy mấy bà già sẽ nhìn vào bụng nàng mà thắc mắc hay dạo này có bầu còn mấy gã đàn ông sẽ nhìn theo từng bước chân của nàng từ phía sau chị bán hoa nheo mắt cười khi thấy nàng dừng lại ngắm những bông sen nàng chọn hoa đi hôm nay hoa rẻ mà tươi lắm nàng nhìn khuôn mặt người đàn bà hôm nay là lạ đôi lông mày mới xăm màu đen thậm đôi mồi sưng mọng màu đỏ mận chắc cũng mới được phun cách mấy ngày. Nàng cứ tưởng chị ta quê mùa, chân chất, ai rẻ cũng biết ăn chơi đấy chứ. Kinh nghiệm cho thấy là, nếu bạn gặp một người đàn bà đang giản dị, quê mùa, ăn mặc xuề xòa, tóc xoăn lờm chởm, nhưng ít lâu sau họ bỗng như biến thành một người khác, môi xăm đỏ chét, chân mày như tô than, tóc vàng thẳng đơ thì rất có thể người đàn bà ấy vừa trải qua một nỗi buồn trong hôn nhân mụ nga bỏ chồng trong hội gái ế của nàng trước đây là người phụ nữ hy sinh hết mực vì chồng con ăn không dám ăn ngon mua một cái váy mới cũng phải đắn đo suy nghĩ cả tuần trời rồi một ngày mụ bắt gặp chồng mình khoác vai một người phụ nữ váy đỏ giày cao gót vào nhà hàng sang trọng họ tình tứ với nhau ăn những món ăn mà trong mơ mụ mới thấy mụ nổi cơn điên, lao vào, đổ hết thức ăn bày trên bàn xuống đất. Chỉ tay vào mặt người đàn ông bao năm đầu ấp tay gối chửi cho hả dạ. Về nhà, mụ gom hết tiền, vàng bạc gửi mẹ đẻ, rồi quyết định ly hôn, một mình nuôi hai đứa con. Rời khỏi cửa tòa án, nơi đầu tiên mụ vào là tiệm Mơ Nàng vừa cắm xong mấy búp sen vào chiếc bình gốm đang nhâm nhi cốc nước chanh mật ong thì điện thoại reo nga gái ế gọi mày sang đây ngay đi có việc quan trọng nàng ậm ừ việc gì mà quan trọng mụ nói luôn xem quan trọng thế nào giọng mụ nga nghe như người vừa vớ được vàng có một lão muốn tìm bạn gái cao to phong độ quan trọng nhất là có vẻ rất trí thức và có tiền đấy chẳng phải tiêu chuẩn của mày còn gì nàng cười ngặt nghẽo giờ vẫn còn hàng hiếm như thế sót lại à mụ quả quyết đã tìm hiểu rõ lai lịch ông ta ông ta thích một người phụ nữ trẻ trung năng động và quan trọng nhất là chưa có con nàng cười to vậy sao mụ không giới thiệu cho lão một tu sĩ ấy mụ nga hét lên trong điện thoại chẳng phải mày cũng chưa biết mùi đàn ông còn gì ghét và tò mò khiến nàng nhận lời gặp ông ta Mụ Nga cười như được mùa. Mụ hẹn nàng đúng 8 giờ tối có mặt tại quán quen thuộc. Mụ đã đặt chỗ sẵn cho hai người. Ông ta gọi một ly trà vì không quen uống cà phê buổi tối. Nàng thích uống trà nhưng lại gọi một sinh tố. Ông ta hỏi nàng về công việc mà nàng đang làm, có thú vị, có khiến nàng áp lực không. Nàng cười, làm gì cũng có áp lực hết. Ông ta gật đầu. Yên lặng một lát ông ta lại nhìn nàng và hỏi, nàng có yêu trẻ con không? Một người đàn ông lớn tuổi hỏi người phụ nữ có yêu trẻ con không? Thật, nàng bình tĩnh đáp, rất yêu, nhưng rất tiếc tôi không thể có con. Đó là lời của ông bác sĩ già nói với nàng cách đây hơn 10 năm về trước, sau một tai nạn. Đó là nỗi đau mà nàng chưa từng chia sẻ với ai. Nàng thầm nghĩ, kế hoạch thuê gái ế đẻ con làm phòng nhì của lão đã sụp đổ một cuộc điện thoại từ số lạ hoắc một giọng nói trầm chậm rãi tôi có thể gặp em lần nữa được không giọng nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chúng ta không hợp nhau nên không gặp lại sẽ tốt hơn giọng đàn ông như nhấn từng từ em có thể làm người yêu của tôi trong một tháng được không tôi sẽ trả tiền bằng cả một năm lương của em hiện tại nàng suýt thì cười lớn một năm lương là bao nhiêu nhỉ ông sẽ trả sau khi chúng ta kết thúc không tôi sẽ trả ngay khi em đồng ý làm bạn gái của tôi nàng cười to điều kiện của ông là gì là em có thể đi về quê cùng tôi một chuyến mấy ả à trong hội gái ế hùa nhau bảo nàng đồng ý luôn có gì họ sẽ ở bên hỗ trợ một tháng bằng cả năm còn gì bằng nhưng phải soạn hợp đồng đàng hoàng lão đến đón nàng trên chiếc xe con lịch sự và sang trọng ngồi trên xe nàng thầm nghĩ một người đàn ông giàu có lại sinh ra từ nơi hoang vu thế này ư nàng nhớ lời mấy ả à gái ế rằng phải luôn bật định vị kiểm tra kết nối internet để các ả à hỗ trợ kịp thời cứ như nàng đang cầm đầu một phi vụ làm ăn vậy một người đàn bà đứng tuổi hai gò má nhô cao chạy nhanh ra mở cổng. Nàng được dẫn vào căn phòng nhỏ khá sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ đồ dùng. Nàng đi đi lại lại trong phòng, ngắm những tên sách đặt ngay ngắn trên tủ sách. Một giá sách quý giá đặt trong căn phòng dành cho cô nàng hám tiền ư. Đêm, những tiếng động mạnh từ căn phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại vang lên. Nàng nằm im trong lòng phốc phòng tiếng hét. Hình như tiếng hét của một đứa trẻ. Người nàng bắt đầu run lên. Những bài báo đưa tin những vụ bắt cóc trẻ con. Phụ nữ lấy nội tạng vụt qua đầu nàng. Nàng lê tay quyệt mồ hôi trên trán. Nhìn qua song cửa lúc này như có muôn vàn cánh tay đen sẫm khua lạo xạo. Nàng cố chấn tĩnh lại, với một cuốn sách trên giá để mong đêm qua đi. Đi ngang qua căn phòng nàng lại nghe thấy tiếng đập mạnh bà già gầy gò nhìn nàng rồi bước nhanh vào bên trong nàng nhanh chân bước vào khi bà ta chưa kịp khóa trái cửa lại dưới đất là bề bộn những thứ đồ chơi ô tô xếp hình thú bông bóng đá cái thì vỡ nát cái thì nứt nàng giật mình bởi tiếng cười lớn của đứa bé trai ngồi trên ghế tay đang cầm chiếc ipad đứa đang nằm dưới đất chìa tay về phía nàng ú ớ câu gì đó Nàng lại gần, nhẹ nhàng nắm bàn tay đầy những đốm tròn thâm lại, vết tích của những vết thương mới lành. Thằng bé nhìn nàng, há miệng cười. Nàng nhìn sang người đàn bà từ nãy tới giờ vẫn đứng yên một chỗ. Sao lại nhốt bọn trẻ trong phòng này? Bà ta cúi xuống nhặt những mảnh đồ chơi văng ra sàn nhà. Đó là hai đứa con của ông chủ, cả hai đều bị bệnh tự kỳ bà chủ bỏ đi lấy chồng mấy năm trước ông ấy một mình nuôi con tìm đủ mọi cách chạy chữa cho con nhưng đều vô vọng nhiều lần cho con vào bệnh viện điều trị nhưng căn bệnh cũng không biến chuyển ông lại mang chúng về nhà ông thuê tôi chăm sóc bọn trẻ thỉnh thoảng ông mới về thăm con thì ra là thế một người đàn ông lớn tuổi vợ bỏ nuôi hai đứa con bị bệnh nàng nén tiếng thở dài vào sâu trong lồng ngực còn nàng ông ta thuê nàng tới đây để làm gì nàng đem câu hỏi đó nhìn thẳng mặt người đàn ông đang lặng lẽ sau cánh cửa ông ta nhìn qua vai nàng sang hai đứa bé để chúng thấy chúng vẫn còn có mẹ em có nhiều nét giống với mẹ chúng và hơn hết em cũng khát khao được làm mẹ phải không hãy cho các con tôi cảm nhận được tình cảm của người mẹ tôi cảm ơn em rất nhiều nàng ở lại trong căn nhà nhỏ vùng ngoại ô với lịch sống khác hẳn thường ngày buổi sáng nàng dỗ hai đứa bé ra ngoài vườn tắm nắng chạy nhảy buổi trưa nàng giúp bà già cho chúng ăn cơm chiều nàng cùng ông ta dắt hai đứa trẻ đi dạo tối đến nàng lại ngồi đọc truyện cho chúng nghe thi thoảng chúng hét lên không muốn ngồi im nàng lại phải dỗ dành đủ thứ rồi cho chúng đóng vai nhân vật trong chuyện cứ thế nàng làm quen với hai đứa bé và chúng cũng có vẻ thích nàng có lần chúng còn đưa tay vuốt tóc sờ vào hai má của nàng bà già bảo dạo này hai đứa bé ngủ ngon hơn trở lại thành phố đúng như bản hợp đồng ông ta không liên lạc gì với nàng nhưng hàng đêm trong căn phòng yên tĩnh nàng lại nhớ cảm giác ở ngôi nhà vùng ngoại ô nàng đến tìm ông ta giờ nàng mới nhìn thật kỹ gương mặt người đàn ông một gương mặt hằn những đường nhăn trên trán nơi khóe mắt cánh mũi trước mắt nàng bây giờ là người cha đau khổ chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn những đứa con mình lớn mà không khôn nàng đặt số tiền ông ta chuyển cho nàng lên bàn ông ta nhìn nàng chừng khó hiểu nàng nói muốn trả lại thế thôi hai người ngồi nhâm nhi tách trà trong bản hòa tấu guitar rộn rã nắng bắt đầu loang ra khắp thành phố từng mảng màu lấp lánh chiều ấy nàng nói với ông ta về những dự định cuối tuần tại ngôi nhà vùng ngoại ô Các bạn thân mến, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng không đếm được tình cha Công lao của người cha dành cho con cái không gì có thể cân đo đong đếm được. Nếu như người mẹ luôn ân cần, lo lắng cho ta đến cùng thì có lẽ cha chính là người yêu thương ta thầm kín. Người rõ ràng không quan tâm như mẹ, người luôn dịu dàng che chở cho chúng ta. Người cha là trụ cột gia đình luôn nghiêm khắc với chúng ta. Nhưng thực ra cha lại là người ngọt ngào nhất, quan tâm đến chúng ta nhất. Hôm nay, chương trình đọc truyện xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn người cha. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thằng Tuấn trở về thấy mẹ nó ngồi đó thở dài với gương mặt buồn hiu. Nó nhìn vô nhà thấy một mâm chén bát để đó y nguyên chưa có ai dọn dẹp. Nó thừa biết mẹ nó buồn vì chuyện gì, nó còn lại gì với cái cảnh này nữa? nhà thì nghèo cha nó tối ngày rượu chè. Ít khi nào nó thấy cha nó tỉnh táo như bao người khác. Đi ra đường thì chân bước loạn choạng trong cơn say hàng xóm thấy mà họ cười. Cứ như là cha nó diễn hề cho mọi người xem vậy. Người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu men. Nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Thấy cha nó mà ra đường mắc cỡ với người ta vô cùng. Thì cũng cùng trang lứa với con của người ta nhưng cha của họ có ăn nhậu bê tha như cha nó đâu nhìn thấy cái cảnh này cái chán nản nào đó hiện lên trên gương mặt của nó cái căn nhà lụp sụp dột trước dột sau mà không khi nào cha nó chịu sửa lại cứ nhắc đến thì ông luôn miệng nói bận hàng trăm thứ việc nào là phun thuốc trừ sâu rải phân cho lúa lấy nước tháo nước bao nhiêu chuyện ở ngoài đồng ruộng làm không xuể chưa rảnh để sửa lại thế mà ông lại có thời gian đi nhậu những người bợm nhậu thật không thể nào hiểu nổi cái hàng rào tre trước sân đã gãy do ông say xỉn té vào thế mà ông cũng không chặt tre để thay cứ để đó hết ngày này qua ngày khác ôi nhắc đến cha nó thì nó chỉ biết lắc đầu thằng tuấn thương mẹ nó nhất cứ ghét cha nó bao nhiêu thì nó thương mẹ bấy nhiêu mẹ nó thuộc về số khổ hết buôn bán rồi lo nhà cửa con cái lại phải chịu cái cảnh có người chồng say xưa suốt ngày chỉ biết làm bạn với ma men, chẳng khi nào quan tâm hoặc ngó ngàng tới vợ con nhà cửa. Xem ra chị hai nó có phước, đi lấy chồng sớm, không còn ở trong cái nhà này vì thế sẽ không nghe những lời lãi nhãi của cha nó. Dù say rượu hay tỉnh gì đi chăng nữa thì ông vẫn cằn nhằn đủ thứ chuyện. Dường như đó là bản chất của con người ông đã có từ bao giờ chỉ còn nó với mẹ là khổ nhất phải đưa tay ra chịu đựng mỗi ngày. nhiều khi nó bực lên chửi lại ông và nếu như không có mẹ nó can ngăn thì đã nhiều lần hai cha con đã đánh nhau như kẻ thù. từ cái ngày lúa bị bệnh vàng luồn xoắn lá mất mùa, rồi tới đào ao nuôi cá, cá chết trắng, thu lỗ gần cả tỷ thì cha nó cứ tìm tới rượu như một con ma men cho tới ngày hôm nay. dù được bà con lối xóm khuyên cố gắng gây dựng lại nhưng cha nó chẳng còn chút tâm trí nào để làm lại từ đầu số ruộng đã bán gần hết để trả nợ chỉ còn vài công đất trồng lúa ở ngoài rẫy thì còn cái hy vọng nào cho cha nó làm lại từ đầu thằng tuấn bước tới mẹ nó rồi hỏi ổng đi lâu chưa đôi mắt bà nhìn thằng tuấn hiện lên nét buồn như cái nắng chiều đang đổ xuống nhuộm hoe ngoài bờ đê ổng mới đi thì mày về đó thằng Tuấn bực mình hét lớn. Rượu, rượu, rượu. Tối ngày, chắc tôi phải đeo mặt nạ đi ra đường với người ta quá. Sao không chết khuất đi cho rồi? Bà nghiêm giọng mắng thằng Tuấn. Nè, nè, mày không được ăn nói sách mé cái kiểu đó, dù gì ổng cũng là cha của mày. Thằng Tuấn bị bà la nó càng nóng hơn cha gì cái thứ đó không chừng bây giờ hỏi tôi tên gì ổng còn không biết biết cái gì ngoài uống rượu ra tối nay bà về nói với ổng tôi sẽ bỏ nhà đi tôi không chịu nổi cái cảnh này nữa mày tính đi đâu đi đâu cũng được miễn không ở trong cái nhà này là được rồi mày ở nhà đi để tao khuyên ổng nghỉ nhậu bà đã khuyên bao nhiêu lần rồi mà ổng có bỏ đâu lần thứ mấy rồi thì từ từ rồi ổng cũng nghe và bỏ thôi mà đến bao giờ trái đất ngừng quay hả mày cũng không khuyên ổng mà tối ngày cứ nói ổng là ổng cần con cái quan tâm từ lúc làm ăn đi xuống ổng buồn nên cứ uống rượu khuyên ổng một thời gian rồi ổng sẽ bỏ thôi mày sống trong cái nhà này bao lâu rồi mà mày không biết tính ổng mệt quá đi Tôi không muốn gần ổng, cũng không muốn nói chuyện với ổng. Ổng cứ kêu tôi lo đi kiếm vợ, mà ổng thì cứ vậy thì ai dám gả con của họ để làm dâu cái nhà này. Xui già có coi ổng ra gì đâu, nhà anh rể đó không phải họ xem ổng như một thằng hề sao, làm trò cười cho họ. Họ nói trên đầu, trên cổ. Đó là chuyện của người lớn, còn mày là phận làm con nên cha mày có khùng có điên cũng là cha mày. Kể từ bây giờ, tôi không có cha con gì với ổng hết. Thằng Tuấn bỏ đi vô nhà, chỉ còn một mình bà ngồi đó trong cái nắng chiều buồn hiu, tiếng loa phát thanh cũng im phăng phát từ bao giờ. Những cơn gió rung cành tre nghe xào xạc, đôi mắt bà dõi ra ngõ với nỗi buồn thênh thang và những tiếng thở dài đầy sự mệt mỏi lẫn chán nản. Thằng Tuấn trở ra với tô cơm chan canh chua trên tay. Nó vừa ăn vừa nói với mẹ nó. Bà đi vô ăn cơm đi. Còn ổng bao giờ về kệ ổng. Chết bờ chết bụi cũng được. Bà lắc đầu với câu nói của Tuấn. Bà cũng thừa hiểu tính nết ngang bướng của con trai mình. Và bà tin rằng thằng Tuấn nói vậy chứ không bao giờ bỏ nhà đi vì nó đã nói quá nhiều lần. Cái bà đang lo là cầu mong sao ổng đừng về sớm cứ để khi nào thằng tuấn đi ngủ rồi ổng hãy về vì về ngay lúc này chắc chắn cha con sẽ có chuyện cãi vã hàng xóm người ta sẽ cười cái gia đình này vì đã có quá nhiều trường hợp đó xảy ra nhưng nếu thằng tuấn ngủ rồi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi cha nó về sẽ không nói tới ai và đi ngủ trong im lặng cái tính của cha nó như thế cũng do thằng tuấn mà ra suốt ngày lông bông đi chơi không làm gì phụ giúp Mọi việc nặng nhọc trong nhà đều một mình ông làm hết. Thằng Tuấn là con út lại là con trai một, luôn được bà cưng chiều. Nhiều khi nó đi đá gà thua, bà phải giấu ông lấy tiền đưa thằng Tuấn đi trả nợ cờ bạc. Và còn vô số chuyện khác cứ mỗi lần ông nói đến thằng Tuấn thì bà lại bên vực, và mỗi lần ông nói thì thằng Tuấn quay mặt đi chỗ khác, hoặc đôi khi cãi lại ông. Ông ít khi nào nói đến con Thùy chị hai của thằng Tuấn vì ông hiểu con gái nên không làm được những chuyện nặng nhọc. Đáng nói nhất là thằng Tuấn, vì đã 22 tuổi đầu mà chẳng làm được tích sự trong nhà. Đêm đó ông trở về, tiếng chó sủa om sòm ở trước ngõ, cái dáng đi nghiêng qua nghiêng lại rõ từng bước dưới ánh trăng quê. Ông bước vào nhà trong hơi thở nồng nặc mùi rượu, thằng Tuấn và mẹ nó đang nằm coi cải lương bà nhìn ông rồi nói ông vào ăn cơm đi tôi có chừa canh chua với cá rô kho tiêu ở dưới ông trả lời trong cơn say hai mẹ con ăn đi chừa tôi làm gì còn thằng tuấn mày đã ăn chưa thằng tuấn im lặng không trả lời bà phải trả lời thay nó tôi với nó ăn rồi còn một mình ông thôi đó ông ăn đi rồi đi ngủ mà ông đi nhậu ở đâu vậy tôi đến nhà anh xui thăm con thùy với cháu ngoại rồi sẵn uống với anh xui vài ly trời ơi ông tới nhà người ta chi mà tới hoài vậy hôm bữa người ta đã nói vậy mà ông cứ tới tôi đi thăm con tôi với cháu tôi họ nói gì tôi không quan tâm thăm vài lần là được rồi cứ cách một tuần là ông tới người ta nói chết thằng tuấn nghe xong vụt miệng đi kiếm rượu uống thì nói mẹ đi chứ thăm cháu con gì mà ngày nào cũng đi ông nghe xong chỉ tay vào mặt thằng tuấn rồi la lớn mày nói cái gì thằng tuấn cũng hét lớn tôi nói ông đi kiếm rượu uống hai cha con cãi nhau rùng beng lên bà phải vào cuộc can ngăn tôi lạy ông ông không ăn cơm thì đi tắm rồi đi ngủ đi cứ mỗi lần ông về là cái nhà này có chuyện bà quay sang thằng tuấn rồi nói mày cũng im đi kệ ổng ổng nói gì kệ mày cũng vào ngủ đi thằng tuấn nóng giận bỏ đi vào trong ông quay sang la vợ mình đúng là con hư tại mẹ cháu hư tại bà thằng tuấn lục đục bên trong một lát rồi nó trở ra với chiếc ba ba lô cũ của cha nó, nặng trĩu trên vai. Nó dắt chiếc xe máy ra và nói ba từ duy nhất. Tôi đi đây. Mẹ nó chạy theo cản lại với tiếng gọi Tuấn. Tuấn. Vang vọng trong màn đêm hiu quạnh. Nó đã lên xe và chạy đi mất hút. Bà quay sang nạc ông. Ông sáng mắt ra chưa? Rượu với chè ông đã phá nát cái nhà này chưa đủ hay sao mà còn đi uống rượu về kiếm chuyện hết người này đến người khác bà cưng chiều nó như vậy là nó hư mai mốt tôi chết rồi thì nó sống như thế nào khi không biết làm ăn với người ta phải tập làm ăn với người ta ngay bây giờ chứ không để nó lêu lỏng ăn chơi được ông làm ăn giỏi quá đó cả tỷ bạc bay đi rồi nợ nần chồng chất ruộng đất bán sạch còn muốn dạy con làm ăn kiểu đó hả? Mà chết cái gì? Ông trời đánh còn chưa chết ở đó mà mai mốt tao chết. Tôi làm nhiều vậy cũng chỉ mong có tiền xây lại cái nhà. Trời không thương nên lỗ hết cái này tới cái khác. Tôi biết làm sao bây giờ? Biết vậy thì lo làm ăn lại từ đầu. Tối ngày nhậu nhẹt thì tính toán được cái gì? Hồi đó ông làm lắm mà Sao thời gian gần đây tự nhiên dở chứng ăn nhậu vậy? Ăn nhậu riết còn cái da bọc xương mà nhậu miết. Ông bỏ đi vào trong phòng với gương mặt buồn bã, dường như ông đã tỉnh hẳn. Ông vội vàng trở ra trong sự lúng túng. Ba lô, cái ba lô của tôi đâu? Bà dẹp nó đâu rồi? Mau trả lại đây cho tôi. Bà nhìn ông rồi trả lời, ba lô của ông tôi lấy làm gì thằng tuấn nó lấy rồi ông bệt xuống nền cái gương mặt nhăn nhó trong sự đau khổ hai cái tay sờ đầu rồi nắm tóc bà nhìn ông lắc đầu rồi nói có cái ba lô cũ rách mà ông làm gì như mất mấy cây vàng vậy bộ để tiền trong đó hả ông thì một đồng cũng không có tiền đâu mà để trong đó trong đó nó hoàn toàn không có tiền bạc gì cả cái ba lô nó cũng không hề có giá trị nhưng tôi có để một vật trong đó mà cái vật đó tôi không muốn hai đứa con tôi nhìn thấy coi bộ nghiêm trọng quá bà gọi điện cho nó kêu nó về trả lại cái ba lô cho tôi liền nó muốn đi tôi không cản nhưng cái ba lô phải trả lại cho tôi bà móc điện thoại ra gọi thì thằng tuấn đã khóa máy vì nó biết nó đi chắc chắn bà sẽ gọi điện kêu nó về Bà nhìn ông rồi nói. Ông làm gì mà trông thê thảm vậy? Ông mếu máu rồi như nói một mình. Xong rồi. Xong rồi. Bà nghe càng khó hiểu. Vợ chồng đã mấy chục năm nay chưa bao giờ bà thấy thái độ của ông lại như lúc này. Bà nghĩ đơn giản rằng chắc ổng không muốn thằng Tuấn đi nên làm vậy để kêu nó về. Vì bà thừa biết tuy cái miệng ông la la chửi chửi vậy nhưng ông rất thương thằng Tuấn. Mà cái vật gì ở bên trong ba lô? Ông nói cho tôi nghe coi. Sao nào giờ tôi không biết. Ông đứng dậy trả lời quay lưng đi. Không có gì đâu. Cả đêm đó ông nằm ho suốt, ông không chợp mắt, cứ đi tới đi lui ôm ngực ho, rồi trở lại giường nằm tiếp tục ho đến sáng. Bà cũng mất ngủ vì thằng Tuấn nó đi, không biết nó thế nào và những tiếng ho của ông cứ kéo dài trong phòng làm bà khó ngủ từ lúc ông hay nhậu nhẹt thì ông chỉ ngủ riêng một mình ông từng cấm không cho bất cứ ai bước vào phòng sáng đó bà thức dậy đi chợ rồi trở về nấu chuẩn bị cho bữa cơm trưa đến giờ cơm vẫn không thấy ông đâu thường ngày ông đi ruộng về tới giờ cơm đều có mặt bà đi vào gọi ông ra thấy ông nằm đó gương mặt xanh xao hai mắt mở nhìn chăm chăm lên trần nhà. Bà biết có lẽ tối qua do mất ngủ vì thằng Tuấn nó bỏ nhà đi nên bây giờ mệt. Ông dậy ăn cơm đi. Hồi sáng tôi có mua đồ ăn sáng cho ông sao ông không ăn. Mà chưa bao giờ tôi thấy ông nằm nhiều như hôm nay. Cũng do ông mà ra. Nếu ông không nói nó thì nó đâu có bỏ nhà đi. Ông hối hận lắm rồi phải không? Đó thấy chưa? Còn cái đừng khó khăn với nó quá ông vẫn nằm im không trả lời cũng không nhìn bà hai cánh tay giữ cái ngực đôi lúc ông ho ho vài tiếng nghe tôi hỏi sao ông không trả lời tôi nói đúng chứ có nói sai đâu mà ông giận tôi bà nhìn vào chỗ ông nằm trên cái gối có để chiếc khăn trắng ở đó dính đầy máu tươi bà hốt hoảng chui vào mùng hét lên cái gì thế này sao toàn máu me ông làm gì vậy Ông nói từng tiếng rất nhỏ. Đừng. Đưa. Tôi. Đi. Đâu hết. Cứ. Để. Tôi. Ở. Nhà. Những tiếng nói thật chậm rãi, mà ông đã cố gắng nói rõ ràng. Bà nhìn lên trên một cái khăn khác nằm dưới tấm chiếu lộ ra một phần. Bà dở ra xem thấy một đống khăn ở đó dính toàn máu. Ông bị cái gì vậy? ông vẫn nằm im không trả lời bà rối lên không biết làm gì bà lấy điện thoại gọi cho con thùy về nhà gấp coi cha nó có chuyện gì mày về nhà gấp nhanh lên thùy về đây coi cha mày bị sao mà máu me không đây này thùy trả lời trong điện thoại tối qua ổng còn qua đây nhậu mà mẹ là ổng nha chứ mẹ chồng con bà chửi suốt đó ổng cứ nói cho ổng xin thăm con với cháu chứ thật ra toàn là ổng giả bộ qua để nhậu mày về nhà gấp đi giờ này giờ nào mà mày còn nói mấy chuyện này cha mày không biết làm gì mà ho ra máu đây nè nhanh về đi con thôi mệt quá con cho thằng cu nó ăn rồi ông rơi hai hàng nước mắt nước mắt chảy xuống gối bà chạy qua nhà hàng xóm kêu hết người này đến người khác bốn người chạy sang xem họ nói phải đưa ông đi bệnh viện gấp ông cứ lắc đầu như không muốn đi họ đưa ông đến bệnh viện của huyện rồi huyện chuyển ông đến thành phố bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối đành trả ông về từ lúc ông về mỗi ngày ông tiều tụy sơ sát con thùy bây giờ mới chịu đến chăm sóc cho ông ở những phút cuối đời thằng tuấn nhận được tin báo từ con thùy cha bị bệnh nặng phải về đây gấp nhưng nó chẳng chịu về vì nó vốn dĩ ghét ông và điều thứ hai nữa là nó cứ nghĩ mọi người lừa nó để nó trở về nó tự nói với lòng khi nào cha nó gọi lên xin lỗi nó và hứa bỏ nhậu luôn thì lúc đó nó sẽ về thằng tuấn thuê phòng trọ ở huyện khác nó định đi làm ở ngoài một thời gian kiếm một số tiền rồi sẽ lên thành phố làm luôn và không trở lại cái nhà nó nữa. Nó lấy quần áo trong ba lô treo lên. Bỗng nhiên nó gặp một cuốn nhật ký tính tiền chi tiêu của mùa lúa trước và cả cái ao cá. Lật qua một trang mới, nó nhận ra đây đúng là chữ viết của ba nó. Vết mực còn mới với nội dung. Tại sao trời không thương tôi? Làm cái gì thì thua lỗ cái đó chỉ muốn kiếm tiền xây nhà cho đàng hoàng với người ta mà ông trời cũng không cho. Mang trong người bệnh mà tôi có dám đi bệnh viện đâu. Tôi sợ tốn tiền, mà chưa chắc tốn tiền mà lại hết. Tôi biết bệnh của tôi sẽ không hết. Thôi tôi không đi có chết cũng chết ở nhà. Để tiền đó cho con tôi, tôi chịu đau được. Cứ đau thì uống rượu cho thật say như thế thì sẽ quên cơn đau ấy thôi. Đọc xong hai hàng nước mắt nó chảy dài miệng nó cứ gọi ba ơi nó vội vàng bỏ đồ vào ba lô trở lại rồi đón xe trở về nhà chưa bao giờ nó khóc thế mà hôm nay nó lại khóc như một thằng trẻ con nó trở về thấy họ hàng đến thăm ba nó đông nghẹt nó nhìn ba nó nằm đó hấp hối chỉ một thời gian ngắn mà ba nó chỉ còn da với xương nó bước lại gần ngồi bên cạnh nhìn ba nó ông rơi hai hàng nước mắt nhìn về phía nó với con thùy Thằng Tuấn nắm lấy đôi tay gầy guộc của ông nói khẽ. Cha ơi con về rồi. Ông nở nụ cười sau cùng, rồi nhắm mắt xuôi tay ra đi vĩnh viễn. Ba mẹ con khóc thê thảm, con Thùy hét lớn. Cha ơi, đừng bỏ con. Mẹ nó khóc đến ngất liệm. Thằng Tuấn dãy dụa trong vòng tay giữ chặt của bà con lối xóm. Nó muốn vào ôm ba nó, và gọi ba nó tỉnh lại dù nó biết ba nó đã ra đi sẽ không bao giờ trở lại nữa con thùy cũng ngất đi vì quá sốc trước sự ra đi của ông người ta đưa hai mẹ con ra nhà bếp người thì cạo gió người thì pha nước chanh cho hai mẹ con uống để tỉnh lại riêng thằng tuấn cái mặt thất thần trông rất tội nghiệp nó từng nói khi nào ba nó gọi điện lên xin lỗi nó và hứa bỏ nhậu thì lúc đó nó sẽ trở về thế mà cha nó chưa gọi điện chưa hứa thì nó đã trở về rồi hai mẹ con tỉnh dậy khóc đến mất tiếng hai chị em nó chưa bao giờ nói tiếng thương cha con thùy thì mỗi lần đi du lịch đều mua quà về nhưng tặng cho mẹ chứ không phải là cha cái gì cũng mẹ mẹ là trên hết còn cha chẳng có cái gì thằng tuấn thì không bao giờ chịu ngồi và nói chuyện với ông nó cứ trách ông ăn nhậu làm nó xấu hổ với người ta cái gì ông cũng nói nó nhưng cái sự quan tâm và thương yêu thì chưa bao giờ ông nói cùng nó và chị nó cả nhà đều trách ông vô tâm không quan tâm gì đến con cái nhưng ít ai chịu nghĩ rằng cha vốn dĩ là người rất ít nói cha không bao giờ nói nhiều như mẹ cha không bao giờ biểu hiện bất cứ cái nét nào trên gương mặt nhưng cha rất thương con cha giấu cảm xúc rất giỏi không bao giờ lộ cái cảm xúc ấy ra ngoài cha khác với mẹ rất nhiều ông chưa bao giờ nói thương thằng tuấn với con thùy nhưng ông luôn âm thầm lặng lẽ dõi theo từng bước chân của chúng nhớ lần con thùy đẻ ông thức trắng đêm ở bệnh viện mấy ngày liên tục trong khi đó vợ ông chỉ đến đó thăm có vài lần và bên nội cũng thế chỉ có một người đàn ông đạp xe giữa đêm khuya mặc kệ mưa gió từ xã đến bệnh viện đến nơi nấp vào cánh cửa lén nhìn con và cháu thật lâu rồi lặng lẽ đạp xe về cứ như thế đến khi con thùy trở về nhà nỗi thương con hầu như không ai hiểu cho ông vì họ chưa bao giờ thấy tận mắt và ông cũng không cần ai hiểu vì ông thương con bằng trái tim của mình chứ không qua lời nói ông cũng chẳng cần con mình cho quà cáp tiền bạc chỉ cần con mình sống hạnh phúc thì đó là món quà rất lớn đối với ông rồi ông biết mình sẽ không sống được bao lâu nên thường đến nhà xuôi gia thăm con thùy vì ông biết sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại con và cháu ngoại của mình nữa ông cũng hiểu bên nội họ sẽ khó chịu khi thấy ông thường xuyên đến nhưng mặc kệ ông cứ lì ra ai chửi hay nói nặng nhẹ ông cũng chấp nhận mỗi lần ra về nước mắt ông trào ra trong cơn say ngà ngà ông luôn nói thằng tuấn phải tập làm ăn với người ta nhưng nó hoàn toàn không biết những gì ông nói đều có chủ ý riêng của ông nhớ hồi nhỏ đi đâu ông chở hai đứa con trên chiếc xe đạp cũ thằng tuấn với con thùy nó ưng thì cái gì ông cũng phải làm cho bằng được miễn sao hai đứa con ông vui khi lớn lên thì cái đồ ăn nào ông cũng giả đò chê mặc dù ông rất thèm nhưng đành phải nói dối để nhường lại cho con của ông ông hoàn toàn không vô tâm tình thương của ông dành cho con nó bao la như biển cả vợ ông bây giờ mới nhận ra những gì ông nói trước kia đều là sự thật. Và bà cứ hay trách ông không lo gì cho gia đình. Cứ mỗi đêm khuya anh dắt chiếc xe đạp đi ra bà đều hỏi. Khuya thế này mà ông còn đi đâu? Ông thì không ra gì cả. Còn cái nó xanh để bên kia. Không lo mà cứ đi đâu khơi khơi. Ông có thấy làm cha vậy đáng chưa? Ông không trả lời chỉ cười rồi nói tôi chạy vòng vòng cho mát rồi về ngủ bà vào ngủ đi bà hoàn toàn không biết ông quá lo lắng cho con nên đạp xe đi thăm con thùy bà và con thùy với thằng tuấn hay trách ông cứ tối ngày uống rượu nhưng họ đều không biết ông uống cho say để quên đi cái nỗi đau mà ông đang chống chọi ông nhất quyết giấu bệnh vì ông hiểu bệnh tình của mình và cũng không muốn tốn tiền viện phí thằng tuấn khóc lóc kể lại cái cuốn nhật ký của ông trong ba lô họ hàng khóc như mưa họ đều trách lầm ông giờ họ mới biết đó là niềm hy sinh của ông dành cho các con của mình bà nhớ lại mỗi lần ông ho sáng đêm bà hỏi ông bị gì thì ông trả lời bị viêm họng và hỏi ông sao ốm quá thì ông trả lời do uống rượu không ăn uống chẳng ai biết ông bị bệnh ông cũng chưa từng than vãn rên rỉ cho họ con biết Ông tự cắn răng mà chịu một mình, đến khi chịu hết nổi thì ông lại uống rượu để quên cơn đau. Ông ít khi nào uống rượu cùng ai, quý lắm ông mới uống cùng, đa số là ông uống một mình trong căn phòng im liềm. Bà cũng không mấy vô tâm, chỉ nghĩ đơn giản là ông ho vì bị viêm họng mà nhậu suốt nên càng ngày ho càng nhiều, sụt cân là do không ăn uống, chứ bà không hề biết ông giấu kỹ đến mức vậy người cha đã âm thầm lặng lẽ yêu thương các con đến hơi thở cuối cùng. Mái tóc bạc màu gió xương của sự khó nhọc. Bàn tay đã chai cứng vì cầm cuốc nuôi con. Đôi mắt triểu nặng tâm tư mà ít có ai nhìn thấy và thấu hiểu. Tình yêu thương của cha cũng dạt dào không thua kém gì mẹ. Cha vẫn là cha quần áo cũ kỹ khét mùi nắng. Bàn chân luôn dính đầy buồn lấm lem. Và con lúc nào cũng hơn chính bản thân của mình cha có thể nhịn đói nhịn khát để con được no ấm cha sẽ vui trong lòng khi thấy con thành công và có một tương lai tươi sáng nhưng cha cũng sẽ đứt từng đoạn ruột khi thấy con mình vấp ngã nụ cười và nước mắt của cha nó không bao giờ hiện lên trên gương mặt buồn hay vui gì thì cha cũng để bụng ai quan tâm thì sẽ biết tâm trạng của cha như thế nào từ cha chỉ có duy nhất ba chữ rất ngắn nhưng tình thương của cha dành cho con nó dài vô tận, dài miên man mà mãi mãi không bao giờ đi hết được. Cha là bóng râm che mát cho đời con, một mai cha không còn, đời con đầy nắng trên đầu. Con Thùy và thằng Tuấn cứ khóc lên khóc xuống bên linh cửu của ông, miệng chúng nó cứ gọi cha ơi đừng bỏ con mà đi tiếng gọi hòa theo làn khói hương nghi ngút rồi tan biến trên bàn thờ đầy đồ cúng hoa quả trái cây thịt thà nhưng khi còn sống ông chả được ăn những thứ ngon đó bao giờ tiếp theo chương trình mời các bạn cùng nghe truyện ngắn nghề của cha Tôi đang mãi mê suy nghĩ lời kết cho thước phim ngắn đầu tay của mình thì tình cờ được chứng kiến câu chuyện của một nhóm học trò. Các em có lẽ đang là học sinh phổ thông. Cả nhóm trò chuyện về chủ đề, cha bạn làm nghề gì? Cha tôi là giám đốc. Cha tôi là bác sĩ. Ai cũng rôm rã kể về cha của mình. Các em kể về những món quà đắt tiền mà cha tặng trong dịp sinh nhật hay những chuyến du lịch sang trọng trong dịp nghỉ hè nhưng không khí bỗng lắng xuống bởi sự ấp úng của một cô bé cha tôi làm cha tôi cô bé vội vã bỏ đi trong bối rối tôi thoáng thấy những lời chế nhạo từ nhóm bạn cha nó làm xe ôm nhà nó nghèo lắm ừ phải rồi thảo nào trông nó cũng nhếch nhác cha nó nghèo vậy chẳng trách mà nó lại tự ti đến thế thôi nào các cậu nghề nào để kiếm sống mà chẳng là nghề. Chắc chắn những lời kia đã lọt vào tai cô bé. Cô bé chạy vù đi, tôi cũng tò mò bước vội theo sau. Cô bé lững thững bước đi trong đêm, mặt như sắp khóc. Bỗng một bác xe ôm tiến về phía cô bé giọng hồ hởi, con gái. Con đi chơi có vui không? Lên đây bố đều về. Cô bé vùng vằng, con không thích. Bố để con một mình đi sao thế con? này đi chơi không vui à? người cha vẫn ôn tồn hỏi. cô bé khẽ lắc đầu rồi gắt lên. bố hỏi nhiều thế nhỉ? con đã bảo là con muốn một mình rồi cơ mà. ơ ờ, cái con bé này, con gái con đứa. đêm hôm đi lang thang ngoài đường thế này bố yên tâm được à? ai gây chuyện với mày? kể cho bố nghe xem nào. là bố, người gây chuyện là bố đấy nghe con gái nói xong người cha sững sờ cô bé nói trong nước mắt tại sao các bạn của con ai cũng có một người bố hoàn hảo giỏi giang còn bố của con lại chỉ là một người xe ôm con chẳng thấy có gì đáng tự hào cả cô con gái bỏ đi để lại người cha đáng thương ông như chết lặng trong giây lát tôi đuổi theo sau cô bé chúng tôi cùng ngồi trên một ghế đá ở công viên tôi khẽ hỏi này em gái sao đêm hôm khuya khoắt lại ra đây khóc một mình muộn rồi em không về nhà đi cô bé vẫn yên lặng em không về gia đình em sẽ lo lắng đó tôi vẫn cố gắng khuyên nhủ em làm gì có gia đình mà về cô bé vẽ ấm ức tôi ngạc nhiên hỏi sao thế cha mẹ của em đâu mẹ em đã mất khi em còn rất nhỏ còn bố em thì đi tối ngày thôi chắc em đang giận vì bố bận đi làm không quan tâm đến em à bố em có làm gì đâu bố em chỉ làm xe ôm thôi vậy mà cứ đi tối ngày em đang ghen tị với các bạn của em tại sao chứ những người bạn của em ai cũng có một người bố hoàn hảo bố của các bạn ấy giỏi giang lịch lãm và cưng chiều các bạn ấy tại sao bố của em không cho em có một cuộc sống sung túc như các bạn của em tại sao mỗi khi bố xuất hiện lại không phải là người lịch lãm phong độ tri thức như thế bố em trông thật là quê mùa nghèo khổ và nhếch nhác tôi khẽ thở dài lòng tôi cũng nhói đau có lẽ đã đến lúc tôi nên làm một việc gì đó đúng rồi cần phải hành động ngay thôi em gái này trước hết em hãy bình tĩnh đi nhé chị sẽ cho em xem thước phim đầu tay mà chị làm rồi chúng ta nói chuyện tiếp cô bé nhìn tôi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý thước phim hiện lên rõ nét nghề của cha bạn đã bao giờ tìm hiểu xem công việc của cha mình như thế nào chưa một ngày của cha như thế nào hãy cùng tôi tìm hiểu nhé người đàn ông này là một người chở xe ôm và ông cũng là một người cha bốn giờ sáng người cha đã dậy xới tạm một bát cơm nguội đang ăn thì có tiếng chuông điện thoại reo lên cha bỏ vội bát cơm chờ tôi một lát tôi đến ngay đây ông vội vã dắt xe ra đề máy nhưng xe không chịu nổ máy nó chỉ phát ra tiếng xèn xẹt rồi tắt ngấm ông làm đi làm lại vài lần nhưng không được sau đó ông dùng chân đạp cần khởi động. Phải mất một lúc xe mới chịu nổ máy. Ông lao vội đi trong bóng tối. Khi ấy, cô con gái vẫn đang say giấc nồng. Người xe ôm đã đến địa điểm vị khách ban nảy hẹn. Ông ấn máy gọi nhiều lần mới thấy chủ thuê bao bắt máy. Giọng đầy cấu kỉnh đợi ông lâu quá. Nên tôi đi xe khác rồi. Làm ăn gì mà lề mề. Người đàn ông buồn bã đôi mắt nhìn về hướng đông nhưng mặt trời vẫn chưa mọc ông nhìn về phía cuối con đường vẽ trông ngóng mong đợi có lẽ ông đang mong đợi có một vị khách bù lại cuốc xe hụt trời bắt đầu sáng dần đường phố tấp nập hơn người đàn ông tiến lại một quán phở mua một tô phở nhưng lại gói mang về khi về đến nhà cô con gái đã dậy ông mừng rỡ bố mua phở rồi này con ăn rồi đi học nhé đứa con gái vẫn còn nũng nịu bố dậy sớm thế bố lại mua phở rồi sao bố không cho con tiền ăn mì cây người cha khuyên nhủ con còn nhỏ tuổi mà cứ thích ăn đồ cây là không tốt cho sức khỏe đâu đấy nhé cô bé phụng phịu bố đúng thật là ăn mì cây đang là mốt ấy bố ạ à. các bạn con rủ nhau đi ăn suốt đấy thôi sau đó người đàn ông lại lang thang trên những chặng đường nhìn những giọt mồ hôi rơi thấm ướt trên áo nhìn đôi mắt ông như thấy cả những chặng đường đầy cô đơn giải lao dưới bóng một rặng cây uống nước lọc trong chai nhựa đã chuẩn bị sẵn từ nhà là cách để ông tiết kiệm mọi chi phí thành phố về đêm tuyệt đẹp phố đã lên đèn những ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu sau một ngày làm việc vất vả người ta bắt đầu tìm cho mình những giây phút thư giãn ven hồ nhiều quán ăn vặt quán kem mọc lên đêm nào cũng tấp nập khách họ ngồi ăn uống trò chuyện rất vui vẻ vì thế ven hồ cũng có rất nhiều người làm nghề xe ôm họ mong ngóng và chờ đợi những chuyến xe đêm bác xe ôm kia cũng vậy như một thói quen ông nhìn ngắm thành phố xa hoa nhưng trong lòng lại đượm buồn rồi như chợt nhớ ra điều gì đó ông chạy vội vào quán mua một cốc nước hoa quả, vài chiếc bánh nhỏ. Lao xe về nhà nhưng cô con gái đã ngủ rất say. Ông khẽ lay con gái, con gái dậy đi, bố mua quà cho con này. Đứa con gái nói nhịu nhạo trong giấc ngủ, muộn rồi. Con chỉ muốn ngủ thôi bố ơi, bố phiền quá. Đôi mắt người cha thoáng buồn, ông lại trở lại ven hồ với công việc của mình. Một ngày của người cha làm xe ôm cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đầy nắng gió, nhọc nhằn, vất vả, có cả những sự chán nản nhưng người cha vẫn kiên định, vẫn cố gắng, bởi ông luôn nghĩ đến con của mình. Nhưng mỗi người con chúng ta đã bao giờ nghĩ về cha, nghĩ về công việc của cha, nghĩ về những điều mà cha đã trải qua chưa? Câu trả lời có lẽ là chưa, hoặc là rất ít. Bởi vì Bản thân tôi cũng vậy, khi tôi còn nhỏ tôi cũng luôn ghen tị với các bạn, luôn trách rằng sao tôi lại có một người cha nghèo, sao cha tôi không giàu, không hoành tráng như cha của các bạn. Những điều ấy luôn đeo bám lấy tâm hồn non nớt của tôi, cho đến khi tôi trưởng thành thì cha không còn trên cõi đời này nữa. Thỉnh thoảng tôi nhớ lại những ký ức tốt đẹp về cha, lòng vô cùng hối hận. Các bạn ạ, à, chúng ta không được lựa chọn người sinh ra mình nhưng chúng ta được lựa chọn cách sống như thế nào hãy biết ơn cha mẹ người đã sinh ra và nuôi lớn ta thước phim vẫn còn nhưng giọng cô bé đột nhiên rưng rưng hỏi sao chị biết giỏi thế tôi gắng động viên chị quen bác xe ôm trong đoạn phim cũng được một thời gian rồi nhưng hôm nay chị mới biết bác là bố em bác hiền lành và thật thà hơn nữa bác lại rất thương con gái của mình có lúc bác đã tâm sự rằng người bác thương nhất là cô con gái nhỏ rằng bác chẳng làm được điều gì tốt đẹp cho con gái của bác con bé thiếu thốn cả về tình cảm lẫn vật chất từ những gì bác xe ôm tâm sự từ những khoảnh khắc vô tình bắt gặp đã thôi thúc chị làm thước phim này à chị đã nghĩ ra đoạn kết cho thước phim rồi giữa dòng chảy của cuộc sống chúng ta hãy sống chậm lại một chút, quan sát những người xung quanh ta. Hãy nhìn xem cha đã làm những gì cho ta, hãy đón nhận những yêu thương bằng trái tim. Người xe ôm này có thể không có ô tô đẹp để đến trường đón con, nhưng ông vẫn đến đón con bằng chiếc xe máy cà tàng mà mình có. Người xe ôm này có thể không có tiền cho con ăn ở nhà hàng sang trọng, nhưng ông vẫn chắc chiêu, nhưng nhịn những đồ ăn ngon nhất mà ông có cho con cha luôn dành cho con những gì tốt nhất mà mình có mỗi người cha dù làm nghề gì đi chăng nữa chỉ cần là nghề chính đáng thì nó đều đáng để chúng ta trân trọng dù cha làm nghề gì đi chăng nữa thì hãy luôn nhớ rằng cha luôn yêu các con bằng tấm lòng vĩ đại cô bé nức nở em sai rồi em chỉ luôn nghĩ đến cảm xúc của riêng mình em không biết bố đã phải vất vả như thế vậy em mau về nhà và xin lỗi cha đi tôi ôn tồn cô bé gật đầu đồng ý phía xa kia bác xe ôm đã đứng đó chờ con tự bao giờ nãy giờ bác vẫn đi theo cô bé vì lo lắng cho cô chứng kiến toàn bộ câu chuyện đôi mắt bác đỏ hoe giọng bác xúc động về nhà thôi con rồi bác nắm chặt lấy tay tôi miệng luôn nói cảm ơn cô nhiều nhé hai cha con đều nhau ra về cô con gái bé nhỏ tựa đầu vào bờ lưng vững chãi của người cha đầy yêu thương bóng hai cha con xa dần hòa vào ánh đèn hoa đăng đang tràn ngập khắp phố phường giữa dòng chảy của cuộc sống chúng ta hãy sống chậm lại một chút quan sát những người xung quanh ta hãy nhìn xem cha đã làm những gì cho ta hãy đón nhận những yêu thương bằng trái tim cha luôn dành cho con những gì tốt nhất mà cha có mỗi người cha dù làm nghề gì đi chăng nữa chỉ cần là nghề chính đáng thì nó đều đáng để chúng ta trân trọng dù cha làm nghề gì đi chăng nữa thì hãy luôn nhớ rằng cha luôn yêu các con bằng tấm lòng vĩ đại quý vị thính giả thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi phần bình luận và ấn đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để thường xuyên cập nhật được những câu chuyện mới vô cùng hấp dẫn của kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại